phiên họp giao ban công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tháng 10 năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm diễn ra sáng ngày 30 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ rõ việc yếu kém trong công tác quản lý như vụ việc vi phạm trật tự xây dựng ở Ba Vì, Sóc Sơn mà dư luận đang rất quan tâm. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và huyện Sóc Sơn ra thông báo để các hộ dân tự tháo dỡ. Nếu không thực hiện, cần ra quyết định cưỡng chế, không để tồn tại các công trình vi phạm, bất kể là ai. Theo lãnh đạo thành phố, sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý rừng đặc dụng Sóc Sơn với các xã, các huyện và dù thành phố có phân cấp thanh tra xây dựng cho các quận huyện, nhưng việc làm vẫn hời hợt, còn yếu và cần khắc phục ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn. Riêng đối với 27 công trình vi phạm mới ở rừng đặc dụng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và huyện phải tổ chức cưỡng chế vi phạm. Trước đó, tại giao ban báo chí thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã đăng đàn thông tin trước báo giới về những trường hợp tổ chức xây dựng biệt thự trên đất rừng. Hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cũng đã phối hợp với Quản lý rừng đã xây dựng các kế hoạch báo cáo Ủy ban Nhân dân. Và hiện tại thì Ủy ban huyện cũng đã thống nhất cái kế hoạch triển khai cưỡng chế tại khu vực xã vi phạm trong cái đất rừng của đơn trường Sóc Sơn tại xã Minh Phú do Ban Quản lý rừng và đơn trường quản lý. Thế và theo những cái kế hoạch thì cũng báo cáo với quý vị là toàn bộ cái phần này, xử lý này thì chúng tôi đang giao trong tháng 10 cơ bản cũng đã triển khai, hiện tại cũng đã vận động tuyên truyền và cưỡng chế được 3 trường hợp và trong thời gian tháng 10 sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế tiếp các vi phạm. Cũng mới đây, báo điện tử xây dựng đã có loạt bài viết phản ánh về các hoạt động xây dựng trái phép trên đất quy hoạch rừng phòng hộ thuộc địa bàn hai xã Minh Chí và Minh Phú, huyện Sóc Sơn trở nên rầm rộ. Tình trạng bạt đồi, xe núi khiến quy hoạch rừng phòng hộ đang bị băm nát, thay vào đó là một đại công trường xây dựng trái phép những khu nghỉ dưỡng, biệt thự, homestay. Mới đây, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, việc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn là thanh tra lại để kiểm tra các đơn vị liên quan đã làm được những gì từ những kết luận thanh tra trước đó, xem tại sao không giải quyết những tồn tại, trách nhiệm của ai và cấp ủy đảng từng cấp đã kiểm tra vấn đề đó chưa. Quá trình thanh tra lại, nếu phát hiện những sai phạm thì chắc chắn sẽ xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có liên quan.